Hello cho anh em, hôm nay mình sẽ trở về lên top với Vua Thơ, vị tướng sở hữu thanh gươm rất to, dai, sắc và nhọn nhưng cũng chỉ để thái thịt heo và thái rau mà thôi. À Thơ thì độ trâu có thừa nhưng đem chẳng có đâu. May quá là hiện tại cái bộc phá là thực sự rất ngon. Sinh ra cho những vị tướng đấu sĩ, những vị tướng tanker, những vị tướng chơi trợ thủ thiếu nam, chúng ta có một cái lôi điểu di động, cái lôi điểu tầm ngắn anh em ơi, hồi có 6 giây thôi thì chúng ta sử dụng cái bộc phá chuẩn xác nha để kết thúc mục tiêu. Đối đầu với bạn Mark chơi ôm trụ thế kia buồn nhở. Ôm trụ này thì mình cũng không có mạng được bởi Mark yếu máu, bạn đấy biến về sau đó thì chiêu cuối có thể lên tấn công lên đồng team mình, thế nhà mình thôi dọn lính nhanh có level 4 rồi. Đi gank hỗ trợ team nha. Thế tốt thì mình thường hay đi gank, bởi đi gank thì mới lấy được lợi thế. Ôi ghim chụp cuối vào đầu mình luôn á, nhưng mà kệ bạn đi. Mình tới ở cái lên đồng này. Ấy ấy ấy, anh em nhìn thấy gì chưa? Đấy, cơ hội của chúng ta có được thì chúng ta di chuyển. Có di chuyển chúng ta mới có cơ hội. Và bộc phá một bé. Cứ từ từ thôi, đánh thường rồi có một đỏ anh em ơi. Bộc phá hai bẻ, hai cái bộc phá kìa. Đây hình như là cái màn thi đấu xài bộc phá của Arthur và Kret, nhưng mà rất tiếc là mình chiến thắng nha. Mặc dù bộc phá thứ hai là bị hụt mất tiêu, nhưng mà anh em ơi vẫn có mạng. Một phát chém vào chương một của mình lại có mạng nha các bạn ơi. Arthur thì bây giờ lên đồ tanker full đi, chứ đừng có chôn chơi full phép anh em nhé. Anh em yêu cầu anh mua ba chơi Arthur full phép là mình bó tay luôn, bởi vì những phong cách chôn bây giờ tự mà chôn không đúng chất tướng ý, rất là khó chơi. Tướng đam vật lý thì phải chơi đồ vật lý chứ, tướng tanker phải chơi đồ tanker chứ, nên chơi ngược lại là hơi mệt nha. Có thể chơi tướng đam phép lên full tank cũng được, tướng vật lý lên tank được, tướng tanh lên full vật lý được, nhưng mà tướng tanh lên full phép là hơi mệt nha anh em nha. Đam không có, tanh thì không. À mắt xuống rồi này, mình sẽ tiếp tục ở đây là mình mắt đi mạng thì cũng ở đây rồi. Đấy, chạy đi đâu, bộc phá, ôi mình bộc phá hụt rồi. Tuyệt quá anh em, bộc phá hụt là những pha tiếp theo là mình không mạnh đâu. Thành ra là thôi mình về tí nha. Về được lại, quay lại hỗ trợ team rồi, bởi vì dù sao Roker cũng đẩy đường giúp mình rồi. Đấy đấy, gì bộ khỉ nhìn thấy Kret, nhìn thấy Arthur thôi khóc luôn. Hai con tướng trâu dã man đập mãi gãy cả gậy chắc cũng không có suy nghe gì, đặc biệt cái con Kret là mặt trực của lên ý. Đấy, anh ra bộ khỉ trận này khó chơi nha anh em nha, mà team bạn lại còn bị ép thế này cơ. Arthur là bị tướng rất trâu bò, các bạn hoàn toàn có thể đi ép sớm win sớm nha. Tất nhiên là phải đi hỗ trợ team nhiều anh em ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu kéo, mình biết bạn có chút cuối mà. Rồi, bổ, chút cuối bắt đầu. Con cáo đấy, đánh này. Quá trâu anh em ơi. Trâu là cố xe tăng càng lướt team mặt cực kỳ tốt nha. Khi mà có team hỗ trợ nha, chứ không phải cân team. Con này đừng có cân team anh em nha, mình không có cân team ở đâu. Đấy, Mark liên tục bay xuống hỗ trợ team nhưng mà chưa hỗ trợ được gì mấy anh em nhé. Trong khi đó thì đâu cơ bạn ấy chẳng cần ganh lên đồng, bạn ấy đục thẳng đường tốt thì địch luôn. Chiến thật cũng hay, thành ra là mình cứ phải ở cái lên đồng thôi, bởi vì chạy về tốt là cũng không có cái gì mà ở đây giúp team giành lại thế trận, chứ thường không ganh rồi tốt cũng không ganh nữa, tốt không hỗ trợ thì anh em lên đồng nát bét anh em nha. Cha thơ thì mình không hướng dẫn anh em đâu, bởi tướng này dễ chơi cực kỳ. Nó với Galaxy là những con tướng dễ chơi hàng đầu của Liên Quân Vai, thậm chí Arthur còn dễ chơi hơn. Các bạn chỉ cần ấn chiêu thôi. Các chạm ở đây đó là anh em di chuyển nhé. Đó, bộc phá. Bộc phá chuẩn xác là có mạng ngay mà. Rồi, chuẩn bị. Ui, chưa kịp bộc phá. Ây 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 ây. Cái gì vậy? Nhào vô. Không dám chơi. Còn mình quả đấy mà bạn mắc chơi thật ít thì có lẽ là dính giáo của Slim rồi.
Quá. Mà tình hình nãy giờ anh em thấy dừng nhích chứ mình đi đục hết trụ này đến trụ kia. Mà không biết bao trụ rồi. Game dễ nhở. Đấy, thì các bạn cứ chơi với những thánh nhây như Kled rồi như Arthur. Thành ra thì mất hết cả trụ rồi. Lên luôn, đúng rồi. Ủa, Slim bị ngộ khỉ gì à? Về về đi, về cáo đây. Hãy xem mình cân tim đây. Ủa, bạn ấy còn chút cuối á? Ơ, rồi bộc phá nhưng chạy, vẫn chạy được. Ủa, mình không thắng được bao con trai. Tôi bị không tầm eo. Mà đâu cơi. Bạn chơi game một mình à? Chơi chơi game một mình luôn anh em. Ui dã man. Ăn hết lính để farm hết trụ thì mạng. Thế này thì thôi. Lại phải win rồi. Đi phá trụ luôn đi bạn ơi, đuổi làm gì? Ok. Nói chung thì game hiện tại khá dễ nha. Anh em yêu cầu mobile chơi con tướng gì? Khó hơn một tí thì nhớ comment bên dưới nhá. Trừ Arthur, SC là những vị tướng mình với anh em nhà mắt cũng chơi được, không có gì để bàn cãi đâu. Chẳng qua thì ở đâu không chơi thì chơi lại cho đỡ nhớ thôi anh em ơi. Và Arthur khắc chế sát thủ nhanh em nhé. Rồi bộc phá khắc chế mấy con tướng chạy bộ anh em, nhưng mà sợ mấy con tướng đánh phần trăm máu nhé. Thế thì bạn không có đánh phần trăm máu, các bạn biết Arthur là được chơi đấy. Cái này có cái lợi đó là hồi máu rất là sướng trong giao tranh, các bạn được hồi máu. Đây cái độ tải quá thơ. Giáp thì trâu. Có cái là tù thôi. Không có sự cơ động nhưng mà vẫn có khả năng bám theo mục tiêu với cái chiêu cuối. Và cái chiêu 1 nhé. Cầm nặng tấn địch nữa anh em ơi. Cái bộ kỹ năng thì lâu lắm giờ không có thay đổi. Thành ra thì nó không còn là tướng mạnh nữa, là một tướng rất là bình thường thôi. Thật ra mình thấy vẫn khá nhiều anh em thích chơi Arthur. Đơn giản là dễ chơi mà, trâu mà. Đấy, các đang mở giao tranh tốt, cả lớp team bạn thì cứ phải gọi là một mình lùa cả team. Đấy, nên cái áo tròn băng giá thì các bạn sẽ khó chịu hơn. Đấy, bộc phá. Ngon ngay. Uầy, Slim được bắn kìa. Bắn cả thế giới luôn. Đấy, chụp đi anh em ơi. Ngộ khỉ gõ không có đam đâu. Tầm này ngộ khỉ gõ Kled với Arthur xanh như bắt canh làm gì có đam. Ui có thể win được sớm rồi. Ok, anh em nhớ comment Việt tướng tiếp theo để mô Việt chơi nha. Nhớ like clip ủng hộ MOBA và anh em xem clip chơi game thì nhớ lên shop ủng hộ mình nha. Vẫn là shop mô Việt VN nha anh em ơi. Các bạn có thể lên Google tìm kiếm link shop của mình nha. Anh em chỉ cần gõ shop mô Việt VN là ra nhé các bạn ơi. Bây giờ thì các shop pake không còn nữa rồi, các bạn yên tâm nha. Cái kết quả đầu tiên giống shop mô Việt VN là được. Rồi team mình phá nát nha, video cùng đến hết rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye.